Bây giờ cô bị hãng. Bây giờ là cháu là chưa cưới, tôi nằm ở viện chấn thương chỉnh hình ấy. Rồi cháu xuống nó chăm tôi, bây giờ cũng có hai vợ chồng. Chồng đi làm mà cháu thì còn đang là đi học. Thì cứ chiều đến cháu xuống, rồi tắm, rửa, rồi gội đầu cho mẹ, rồi xoa bóp cho mẹ. Đấy là cái kỷ niệm tôi nhớ nhất là lúc tôi bị té thì ngã nằm đó. Thì tắm, rửa, rồi gội đầu, gội óc thì đàn ông ta đâu có làm được chú. Thì con râu nó làm thôi, tôi cũng cảm thấy là sau này cưới về thì mình cũng bề trên cũng cho mình được nàng lâu hiếu thảo, có phước với cha mẹ. Tôi cảm động, tôi mừng quá trời. Nó tạo nên mối gọi là liên hệ gắn kết với nhau chặt hơn nữa. Thấy cứ mình chăm sóc mẹ, mẹ chăm sóc mình, chắc chắn là không bao giờ giận nhau cả. Trời ơi, thương con râu hơn con gái. Mẹ buồn, ốm yếu lại gầy nữa. Vậy nhưng mà nhanh á, không che con râu điểm gì hết. Chào Quyền Linh, Lê Lộc. Dạ. Tôi tên là Lâm Thị Dung. Tôi đến từ Lâm Định. Năm nay tôi 52 tuổi. Dạ. Dạ, xin mời chị ạ. Dạ. Con xin chào chú Quyền Linh, chào chị Lê Lộc cùng toàn thể khán giả. Con tên là Phạm Thị Yến, năm nay 28 tuổi. Em làm dâu của mẹ được 5 năm rồi. Một chặng đường cũng dài hết. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu thì mẹ cảm nhận như thế nào? Con trai dẫn về thì mẹ nhìn thấy sao nhỏ xíu à. Nhỏ quá thì sau này thì sinh nở thì nó hơi bị khó. Cái đó quan điểm ngày xưa thôi. Giờ càng nhỏ nó càng đẻ dữ luôn rồi đó. Không, anh thấy em nhỏ xíu chứ anh thương nè. Nhỏ xíu giờ có lợi lắm. Rồi sao nữa? Con ưng thì thôi, mẹ cũng ưng thì chứ biết giờ biết làm sao được. Bây giờ mình đẻ con trai mình ra thì mình phải thương nó thôi. Kệ đi. Rồi nay mai thì về nhà mình chăm rồi nó lại lớn. Nhưng mà là cuối cùng là mình đã sinh được bé nào chưa? Dạ rồi, dạ hai bé. Trời ơi, vậy mình đó người tên. Trời đất ơi, Lộc nó còn nhỏ hơn nữa. Vậy thì cái lần đầu tiên mà gặp mẹ chồng á, có ấn tượng điều gì không? Nhà mẹ rất là giản dị. Về ra mắt á, mẹ mặc chỉ bộ đồ bộ bình thường thôi. Rồi mẹ nấu nướng. Nói chung là nhìn cách mẹ làm thì có vẻ rất là lo cho gia đình và đảm đang. Về hai mẹ con cùng nấu phở Nam Định ăn ha. Nhà em là có gốc là nấu phở Nam Định á. À vậy à, trước có bán phở hả? Dạ đúng rồi, bán phở. Không có thời gian bán phở hay chú ạ. Rồi con dâu có hoàn thành nghĩa vụ của mình đúng như là cô dâu không? Ngoan, hiền. Kiểu là mình cũng người Bắc với nhau mà cơ. Thì nó cũng không có cái gì là cái khó tất cả. Cháu thì cháu ăn lạc, mà tôi thì tôi ăn mặn. Thì nếu mà cảm thấy nó nhạt tí thì thôi tôi cho thêm tí nước mắm vào tôi ăn cũng được, cũng không sao. Chắc gì đúng không? Dạ. Con thì nói chung là hay ngày lễ Tết rồi này kia thì cũng mua quần áo rồi tặng mẹ. Nhưng mà mẹ thì cứ kêu là thôi mua làm gì, tao nhiều quần áo lắm. Tiết kiệm. Dạ. Mẹ có đi đâu đâu mà bận mà mua con. Rồi cái việc chăm sóc con cái đó là mẹ chồng chăm nhiều hơn hay là con dâu chăm nhiều? Dạ thưa chú, là mẹ con chăm nhiều hơn. Con chỉ góp ý với mẹ là ví dụ như là giờ bé của con á là bây giờ được 1 tuổi rồi thì giờ mẹ nên cho bé ăn cháo đi, mẹ đừng có rây ra nữa, rây ra thì tốn thời gian của mẹ một chút, với lại nó lớn rồi mình tập cho nó ăn cho khô nhai. Đi đúng rồi, cho nó nhai đi. Dạ. Là mai mốt nó sẽ dễ ăn hơn. Mẹ vẫn đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ chứ mấy bà mẹ đâu có đâu. Tao ta chăm con được chứ tao đâu có cần mày chỉ. Mẹ nhiều mẹ chồng ha vậy đó. Yeah. Thời buổi bây giờ nó hiện đại thì chú ơi, trước cái thì mình cho con mình ăn sao được, chứ bây giờ thì thôi theo ý con thì tặng sao thì tôi làm vậy. Yeah. Nhưng mà giữa cô với chị là có điểm nào chưa hợp nhau không cô? Có mỗi cái là bây giờ mẹ muốn con á, từ mai con đi làm về công việc ở chỗ con làm thì nó có ức chế hay nó có sao thì cứ về cứ nổ nộ cười trên môi với mẹ là được rồi, là mẹ mừng. Cháu thì cháu bán cơm ở nhà thôi, thì cái ngày được cái ngày nó ế thì cái mặt thì cứ ỉu xìu vậy mà chẳng biết thì buồn về cái nỗi gì đấy. Rồi thì cũng thì biết đến giờ thì giờ bà quán nào nó ế vậy đấy, có phải một mình con đâu, thì thôi con cứ từ từ đi rồi con lấy lại khách. Mỗi lần về thấy mặt con dâu là biết băng ế không? Về mặt vào bắn được không? Không được. Con có nhớ như cái chuyện gì mà cảm động mà mẹ dành cho con không?
gần đây nhất đó là con sinh bé thứ hai á, là con sinh mổ. Sức khỏe con yếu lắm, mổ xong rồi mình sẽ ra phòng hồi sức, rồi mình nằm đó khoảng một thời gian sau mới được gặp con. Thì mẹ cũng thương rồi hả, tối hôm đó thì hên trong cái phòng đó đó có mình con à, xong rồi cái mẹ mới ẵm em bé qua cho con, xong rồi cho nhìn mặt con, xong rồi sáng hôm sau lại trở về phòng cũ nằm. Rồi mẹ chăm sóc con nói chung rất là tận tình, như mẹ ruột của con vậy đó. Lúc đó con không có đi được, con mệt lắm, con yếu lắm. Mẹ cũng xoa bóp rồi mẹ cũng kêu là thôi cố gắng ăn nhiều một chút cho nó khỏe. Mẹ cũng đỡ đi rồi nói chung cũng cảm ơn mẹ đã chăm sóc cho con. Lúc đó con cũng cảm động lắm nhưng mà con không có nói lên lời. Mẹ về con đi tới đi lui để tập đi luôn. Dạ đúng rồi, lúc đó rất là yếu. Sao lúc đó con không nói với mẹ cái câu đó? Con nói chung con cũng muốn nói nhưng mà cũng hơi ngại chút. Hơi ngại, bây giờ mình nói ra đúng không? Dạ. Lúc đó con nói ra thì mẹ càng thương con nhiều hơn nữa. Dạ. Có nhiều người nói mẹ chồng này kia nhưng thật sự qua những câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu thấy toàn là mẹ chồng chăm sóc con dâu trong lúc sanh đẻ như là mẹ ruột, thậm chí là hy sinh bản thân của mình để làm tất cả những cái việc để cho con mau khỏe, để cho con xinh đẹp. Cái tình cảm mẹ chồng nói vậy thôi chứ nó bao la lắm, nó rộng mở y như câu chuyện con vừa mới kể vậy. Thế đợt cô bị ngã, bây giờ là cháu là chưa cưới, tôi nằm ở viện chấn thương chỉnh hình ấy. Rồi cháu xuống nó chăm tôi, bây giờ cũng có hai vợ chồng, chồng đi làm mà cháu thì còn đang là đi học. Thì cứ chiều đến cháu xuống rồi tắm rửa rồi gội đầu cho mẹ rồi xoa bóp cho mẹ. Đấy là cái kỷ niệm tôi nhớ nhất, là lúc tôi bị té thì ngã nằm đó. Thì tắm rửa rồi gội đầu gội óc thì đàn ông ta đâu có làm được chú. Thì con râu nó làm thôi, tôi cảm thấy là sau này cưới về thì mình cũng bề trên cũng cho mình được nàng râu hiếu thảo, có phước với cha mẹ. Tôi cảm động, tôi mừng quá trời. Nó tạo nên mối gọi là liên hệ gắn kết với nhau chặt hơn nữa. Thấy cứ mình chăm sóc mẹ, mẹ chăm sóc mình, chắc chắn là không bao giờ giận nhau cả. Trời ơi, thương con dâu còn hơn con gái. Bé bụi này, ốm yếu lại gầy nữa. Vậy nhưng mà nhanh á. Yeah. Không chê con dâu điểm gì hết. Không bao giờ mẹ con tâm sự với nhau những cái lời như thế này chưa? Chưa. Dạ. Yeah. Ngày hôm nay thật sự là chúng ta cảm xúc với nhau, chúng ta rơi nước mắt với nhau về cái sự gắn kết đó, cái sự chăm sóc đó. Giá như trong cuộc sống lâu lâu mẹ con có thể ngồi ôn lại chuyện này, để có thể ôm nhau, để có thể xoa bóp cho nhau, để có thể rơi nước mắt với nhau, thì chú nghĩ rằng là nó tuyệt vời lắm. Cứ thi thoảng mẹ đã kêu đau đầu cái là cũng biết ý đấy, là bắt gió cho mẹ rồi xoa bóp rồi xun xoăn lắm. Hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Để xem là chồng con sẽ nói điều gì nha. Chú là người đưa thư và cũng là người đọc thư. Thương gửi mẹ và vợ. Vợ ơi, vậy là hai vợ chồng mình đã quen và yêu nhau được 7 năm. Trải qua rất nhiều sóng gió, mình cưới nhau đã được 5 năm rồi, em biết không? Lần đầu tiên anh đề cập tới vấn đề hôn nhân là em nói luôn, em không làm dâu. Em sợ cái cảnh mẹ chồng nàng dâu, dù cho anh có giải thích thế nào đi nữa rằng mẹ anh rất gần gũi thân thiện, em cũng không đồng ý. Em có biết lúc đó anh khó xử lắm không? Vậy mà cuối cùng em cũng đồng ý xóa bỏ mọi rào cản. Mẹ và em lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho nhau, khiến anh rất là vui. Em có biết khi em đi làm xa, lúc nào mẹ cũng lo cho em bị tắc đường, bị triều cường lên rồi về không được, mẹ lo lắm. Hôm nào em về trễ là mẹ nhắc cái Hiền, giờ này thế nào không biết, sao nó chưa về. Và mẹ luôn chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn cho em, để em ăn nhiều cho khỏe và mập lên. Mẹ luôn dặn anh phải chăm sóc em thiệt là tốt. Anh cảm ơn vợ vì đã đến bên anh, nhưng đôi lúc anh thấy ganh tị vì mẹ thương em hơn là thương anh.
những lúc anh lười không làm việc giúp em là em la anh, xong rồi mẹ cũng hòa vào la anh một tăng luôn. Nhưng anh cũng vui vì khi mà mẹ với em đã yêu thương như vậy, thương em như con gái của mẹ. Cảm ơn mẹ, không có mẹ vợ chồng con cũng không biết phải xoay sở như thế nào cả. Bây giờ vợ chồng con đã làm cha làm mẹ rồi nên con hiểu lòng mẹ bao la đến giường nào. Con yêu mẹ nhiều lắm, anh yêu vợ vô cùng. Ký tên con trai của mẹ, chủ nợ của vợ, Nguyễn Văn Tân. Bình thường á, không khi nào mà anh nói cảm xúc với mình hết trơn á. Bữa nay cũng viết thư này nọ, ấy cũng cảm động. Cảm động quá ha. Thế như ngày nào, tuần nào chồng mình cũng nói những lời yêu thương như thế ha. Dạ. Yeah. Chú nói với thật với chú là từ nuôi con cho đến khi dựng vợ gả chồng, hỏi vợ cho con thì chưa bao giờ mà con trai nói những cái lời yêu thương mẹ như vậy. Cảm ơn con, rồi chúc vợ chồng con sống dài dài, rồi chăm con, rồi có sức khỏe. Mẹ mừng rồi. À, mọi người thấy không? Chỉ một lời chia sẻ nhẹ nhàng như thế thôi, bao nhiêu cái cảm xúc, tình yêu thương nó dâng trào. Vậy thì những người đàn ông hãy cố gắng nói lên lời yêu thương đó. Anh nói vậy thôi chứ thật sự là anh cũng ít nói. Anh cũng ít nói. Hôm nay về là phải tập nói liền, nói nhiều nữa. À, nói chung là nhiều khi cũng ngại nói ra cái. Những người phụ nữ nói sến quá, nói kỳ quá. Đấy, đấy là cái khó của những người đàn ông, chứ không phải ta không yêu thương đâu. Hy vọng rằng những cái chia sẻ nãy giờ mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Em chị Linh cái. Dạ, à, tuyệt vời. Hãy ôm nhau mỗi ngày, hãy ôm nhau khi có thể, hãy ôm nhau để xóa đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ. Nha, hãy nhớ Quyền Linh với Lê Lộc nha. Nhớ hoài. Nhớ hoài. Dạ. Xin chào chương trình và MC Quyền Linh, Lê Lộc. Dạ. Và chào quý khán giả tràn quay và quý khán giả ở xem TV tại nhà. Mình là tên là Nguyễn Thị Gái, năm nay được 53 tuổi. Dạ. Quê mình ở Đồng Nai. Đồng Nai hả? Vĩnh Cửu Đồng Nai. Cô, lý do tại sao mình lại đăng ký tham gia chương trình? Thì cũng có xem chương trình này thấy hay, thích Quyền Linh dẫn chương trình với Lê Lộc nữa. Ồ, cảm ơn. Dạ, cô cảm ơn cô. Có hay xem chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu không? Có, xem hết. Trời ơi, hay quá. Cô không biết là hiện tại mình có đang làm gì nữa không cô? Cô còn đang làm ở công nhân, ở công ty. Còn em gái, em giới thiệu về mình. Chẳng đi. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chị Lê Lộc và các khán giả có mặt trường quay ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Lệ, 22 tuổi, hiện đang làm công ty công nghệ tranh xin. Mình làm dâu được bao lâu rồi chị? Cũng lâu rồi chị, 7 tháng. Mình có em bé chưa chị? Dạ chưa chị. Dạ. Không biết là cái thời gian ngắn ngủi đó thì không biết cái ấn tượng đầu tiên với mẹ chồng của chị như thế nào ta? Dạ mới lần đầu gặp má thì em nói, ủa sao má trẻ mà má bị nhon quá à? Mà em nhìn má sợ lắm, nhìn dữ á, tại vì em nghe nói là má dữ lắm, khó lắm. Tức là má làm chung cơ quan em luôn? Dạ không, chung sớm. Chung sớm hả? Chung sớm vậy biết chứ hả? Biết. Khi mà biết đây là con dâu tương lai của mình thì cô cảm nhận như thế nào? Khi mà con trai mình nó quen con dâu á thì cũng chưa biết nữa. Dạ. Nhưng mà con trai nó có nói, rồi cô của bé này mới nói. Cô Tư này là bạn của mình, bạn từ hồi nhỏ lớn lên. Hỏi chứ giờ thấy con trai mày ra nó quen cháu của tao, mày có đồng ý hay không? Tại vì cái này là cha mẹ ly thân, sống với bà nội với cô. Yeah. Đó, thành ra người cô ngại. Ngại mình cái quan điểm đó mới hỏi ý mình. Có đồng ý cho hai đứa quen nhau thì mới được cho quen chứ không. Nếu không thì cô Tư chặn lại, cô không coi cho con trai mình ra nữa. Yeah. Khi mà thông qua với mình thì mình nói thật sự luôn. Chuyện con trai mình á, nó thương đâu thì mình đồng ý đó. Hai đứa yêu thương nhau là chuyện của nó, còn mình nói chuyện cái quan điểm xưa là mình không có suy nghĩ cái chuyện đó. Mình đồng ý. Cô Tư nói đồng ý vậy thôi cho hai đứa quen.
Cô có nghĩ con dâu mình là một cô dâu hiền rể thảo này kia, biết làm ăn này kia không? Thì nó cũng đi làm, thì ở gần xóm mình cũng có biết, cũng có tìm hiểu, cũng biết. Thấy gì cũng được thôi, không có ý kiến gì hết. Từ ngày làm dâu về đến giờ là có những cái câu chuyện gì xảy ra chưa cô? Thì về cũng có làm những chuyện này, làm chi ví dụ như nó nấu nướng mà đồ nóng là bỏ tủ lạnh á. Thì mình mới nói la nó, cái dĩ gì để nóng thì để cho nguội mới cho vô tủ lạnh, chứ để đồ nóng vô nó hư. Chứ các sắp xếp trong gia đình vị trí như thế nào nào mình cũng hướng dẫn chị nó. Rồi nó cũng có ý là đâu nó dọn là đó cũng y vậy, thì không có gì để la hết. Hai mẹ con có hợp nhau những điều gì hay làm những điều gì chung không? Dạ. Em thấy em với má hợp là thích đi du lịch lắm, đi ăn uống xem phim đồ đó. Nhưng mà chồng em không thích. Ủa sao vậy? Chồng không chịu đi. Thế đời dâu là em với mẹ hai má con chồng đi không? Hai mẹ giàu hai mẹ con đi. Tôi thấy cô rất là vui tính, mà không biết nhà mình có những cái mâu thuẫn nào mà lớn chưa ta? Chứ mới đầu hôm số mai chắc chưa có gì đúng. Dạ. Bởi vì đôi khi mới 7 tháng mà chưa dám nói. Nhưng mình nghi, nhỏ này chắc nó khó lắm nè, không biết nấu ăn được, giờ còn 7 tháng còn giữ kẻ đủ thứ hết trơn á. Rồi sau này có đứa con nữa, bắt đầu mới gọi là lộ hàng ra đó ha. Rồi lúc đó nó mới mệt. Không biết là hai má con có giận nhau bao giờ chưa? Dạ có rồi chị. Giận không thèm ngó cái mặt. Kể đi có sao cứ nói gì. Đúng rồi, má chồng cho phép mà. Dạ, lúc đó cứ được chắc cũng 4 tháng. Cái ý là thèm vậy thôi chứ không là phải là có bầu. Thèm cái mua thơm gì ăn, cái ăn tôm nó muốn ói á. Cái má tưởng là có thai má mừng. Cái má kêu đi chích ngừa trước khi mang thai. Tính con là hay tuổi thân lắm. Cái xong má nói có dấu hiệu gì chưa? Cái con mới nói là dạ chưa. Cái mới nói vậy tranh thủ đi chích ngừa trước khi mang thai đi. Đó cái xong mày má mới hỏi bay định chừng nào có con. Cái xong con mới nói dạ anh Minh nói là đợi chừng nào má về hưu rồi mới có. Cái xong mày má mới nói bay nói chuyện mắc cười quá. Biết tao sống nay chết mai mà nói từ từ có. Thì có đi tao nghĩ ở nhà tao giữ cho. Đó cái xong mày buổi chiều thì má nói sáng má chở đi chích. Cái xong rồi tới sáng sớm cái em cũng dậy sớm tính là má chở đi chích. Má nói cái má giận hay sao má nói thôi bay lớn này bay muốn làm gì bay làm đi. Tắm nó nhiều nữa đó. Cái lúc đó chạy vô phòng khóc. Cái chồng hỏi sao em khóc. Nên má nói vậy đó chắc má ghét em rồi. Cái xong rồi chồng em nói không có đâu má thương không hết nữa ghét gì tại má giận má nói vậy. Cũng nặng quá ha. Lớn thì muốn làm gì làm đâu, nặng dữ à. Đây nè, nó kể chưa hết câu chuyện. Giờ rất là nhẹ nhàng mà sao mà tôi. Đây mới là kể từ câu chuyện nha. Má kể coi sao. Thấy đang ăn thịt nướng với chị gái em để vào chung nha. Ăn lăn 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 ăn cái nó muốn nhận ói. Cái thằng rể nó cũng lấy cho chừng nó có bầu, cái nào cũng khoái nên nó chắc nó có bầu. Cái vì mỗi lần thấy nó ho khẹt khẹt cái mình sợ mình nói chứ. Đừng có uống thuốc cảm nha. Đi ăn tắc đồ kìa, chanh đồ kìa mình trị cho nó hết cảm rồi chứ đừng uống thuốc. Chứ rỉu rồi khi nó có bầu uống thuốc vô không sợ, sợ bị này kia sợ. Cái tới chừng cũng làm thinh không nói gì hết. Tới chừng mình hỏi dụ chứ ủa chứ sao? Cho thấy mày sao bệnh mà ở đó thì có triệu chứng, có thấy cái dấu hiệu gì không? Thế nó không có, hai tụi con chưa tính có con thành chưa có gì hết. Phát la lên, phát quả lên kêu thằng con trai qua phòng la luôn. Sao hai đứa bay tính sao mày nói sợ cứ về mà không có con là sao? Xong rồi cái sáng mình giận quá mình nói thôi giờ bay lớn mày làm nó đi. Cái bắt đầu gái gọi chị gái nó gọi nó đi chích hai chứ chích xong chiều về mới hỏi rồi. Trời ơi cái bữa nó giận lắm nha. Nói chiều ăn cơm mà nhìn hai mặt nó không thèm nói chuyện luôn á. Cái nói ê đứa nào có nào đi rảnh không chở tao đi chùa đi. Cái thằng trai nói đi với vợ con nè. Không giờ tao không đi với ai hết trơn á. Tao đang bực mình quá đi. Tao không đi với ai á. Tao đi với người hoài hà. Đó đang cơm nha. Cái ông xã mình đâu có nói ông xã đâu. Đang cơm cái ông xã nói chuyện gì bà bực mình, bực hai cái người này nè. Các ông nói làm gì hai đứa này làm gì bà bực, bà nói đi thôi, nói ông giải quyết được không? Các ông nói được, bà nói tôi giải quyết cho. Nói xong thôi tôi cũng bó tay, không biết bà giải quyết làm sao. Anh hiểu rồi, tức là em có phần gọi ức chút xíu bởi vì cái áp lực mà mẹ muốn em có con đúng không? Dạ. Bây giờ cuộc sống mà đôi khi mình
còn lo cho sự nghiệp nữa cô ạ. Biết đâu hai chồng tính sự nghiệp ổn định rồi biết đâu mới có con chứ, đúng không? Em thấy là cô con dâu quá nhát đi. Em nhát lắm đúng không em? Hiền cái nhát đúng không? Hiền nhát sao dám lên đây ngồi? Tại em thấy má thích quá. Má thích quá hả? Rồi má rủ đi tham gia. Ê, đây cũng có sai là khi mình vô trong công ty làm á, mấy đứa nó mở chương trình mẹ chồng nàng dâu. Lúc đó là mới có tập 1, tập 2 thôi, mình chưa phát hiện, chưa có xem. Cái con bé nó mới kêu, cô gái, đây có chương trình mẹ chồng nàng dâu, cô đăng ký đi. Cái mình nói, giờ kiếm chỗ đâu đăng ký? Cái mò đấy không biết kiếm lên mạng là quá trời mới đăng ký. Sau cái chừng mình mở cái chương trình này lên, mình thấy cái để hàng điện thoại số dưới á, mình đăng ký liền. Là mình chưa có thông qua nó, là mình sai cái đó chút xíu. Nhưng mà nó bắt lỗi chắc mình cũng phải công nhận là mình sai. Nhưng mà mình về nói cái hay, má đăng ký mẹ chồng nàng dâu rồi. Cái đâu ợ, má đăng ký sao kỳ vậy? Sao kỳ, hai mẹ con mình lên TV chứ sao kỳ. Cái tới chừng thằng con trai chết rồi mà thông qua thằng con trai nó không chịu. Rồi sao cô? Không chịu, nó nói à, hai mẹ con làm gì làm đi nha, đừng dính dáp tới con ạ. Con không có tham gia đâu nha. Đó, nói chừng gọi chương trình thôi, giờ con trai tham gia rồi thôi, đành thua rồi. Cái tập 8, tập 8 hay tập 9 gì đó mình coi có chàng rể. Cái mình nói gì rể, ôi thì thôi mẹ vợ gì rể lên đi. Bằng mọi giá phải lên chương trình này. Phải lên. Cái rể nói, mà con với má có ở chung đâu mà lên biết gì đâu đó. Rồi cuối cùng là anh chồng có chịu tham gia không cô? Không có tham gia. Không có tham gia luôn hả? Trốn luôn hả? Đây nè, chương trình mình cho số điện thoại chương trình gọi. Cái ảnh còn làm bộ đấy. Không, lộn số rồi, tôi ở Cà Mau chứ không phải ở Đồng Nai. Chị cho em hỏi tí xíu là ở nhà mình á, chị hay bị nhạy cảm vậy, chị hay bị tủi thân á, có những điều nào mà chị buồn, chị khóc một mình chưa? Mới đầu là thấy má giữ khó lắm, nhưng mà về ở chung mới biết má cởi mở lắm. Em ít nói lắm, má toàn là khơi chuyện để nói chuyện với em không à. Mình đi về á, mình phải bên nói chuyện nó không à, nó có gì để nói mình á. Chuyện gì công ty, chuyện gì mình kể cho nó nghe hả? Chứ nó không có ít nói với mình. Xong công việc phải vô phòng nằm xem tivi rồi thôi. Nói mới có 7 tháng thôi. Dạ, đúng. Thì đúng ra cũng thời gian cũng không phải là dài mà cũng phải là ngắn. Mong rằng mọi chuyện nó cứ suôn sẻ thì thế này. Thì có mình cứ nói trời dạ, phù hộ cho mình, đầu óc minh mẫn. Dạ. Thì như thế này thì nó không có chuyện gì xảy ra. Dạ. Sợ sau này rủ có cái tinh thần dẹt hàng ngày già nó bậy nó bạ, mất công con dâu nó ghét nữa. Khổ lắm, sợ vậy thôi à. Qua 7 tháng mình ở chung với nhau rồi, mình cũng một phần nào cũng hiểu gần như tính tình nhau rồi. Cũng có những cái thứ mà chưa được, những cái thứ đã được rồi. Vậy cũng mong muốn thay đổi cái gì mà nó chưa được không? Giờ cô cũng mong muốn cho nó là sống trong gia đình, vợ chồng yêu thương nhau, hạnh phúc là mình mừng rồi. Trời ơi, mình ở nhà vậy chứ phòng nằm kế bên chứ cũng chưa ngủ, cũng phải lắng nghe coi vợ chồng nó có cãi lộn gì không. Mình đã ăn tắm rồi, nhà tắm á, mình nghe làm hai đứa cãi vậy. Chạy ra hỏi, hai bài cãi lộn hay gì à? Nó đâu có đâu. Bởi vì sợ lắm. Nó phải cứu được con dâu về cũng mừng rồi một lời. Còn sầu cái khổ hai đứa nó có thận thảo hay sao, có cãi lộn xào xáo thì mình cũng lo đủ thứ à. Chưa có khỏe đâu. Thấy chưa? Lo sợ đủ thứ. Cái nỗi khổ của mẹ chồng á, đâu phải là cưới dâu gì được sung sướng đâu. Đâu phải là xong đâu. Còn phải lo là không biết vợ chồng cãi nhau không, rồi chuyện con cái, rồi chuyện cuộc sống, rồi cơm áo gạo tiền, đúng không cô? Đúng. Tại mình đã từng trải qua mình biết rồi. Cô có những kinh nghiệm gì để nói lại với con dâu của mình để mà giữ hạnh phúc gia đình không? Cũng có nói nó đó. Thì sống làm sao mà hai vợ chồng thì hòa đồng với nhau. Ta nói là vợ chồng đồng lòng tác biển đông cũng cạn đó. Thì cái nào thấy cảm thấy chồng nó đúng thì phải nghe theo đó. Như đây nè, đi mua tờ giấy số, cái về phe chồng la, cái anh rể anh nghe, anh rể nó xuống, mình gia trưởng quá, mua cái tờ giấy số mà la vợ đó mà. Cái mình hỏi nó chứ, ủa cái gì mà bị chồng mẹ biên mình la vậy? Con mua tờ giấy số bị anh la. Phải rồi, mẹ má với thằng trai không bao giờ chơi giấy số cờ bạc gì hết. Thấy con chơi là con mua là nó la, con không cho con chơi đó. Rồi không biết có chuyện con nghe có nói gì không, mình nói thẳng luôn vậy đó. Thôi thì hôm nay á, anh nghĩ rằng cũng đã lên đây rồi, mẹ chồng khuyến cáo con luôn, khuyến nghị con luôn, nói luôn để cho mẹ chồng có thể làm tốt hơn cái vai trò của mình. Em có mong muốn điều gì không? Dạ, đối với em là má vậy như vậy là tốt lắm rồi. Má làm bậc cha mẹ cũng phải khó một tí cho con cái nó hơi sợ một tí chứ để ý là nói cái nào đúng thì nghe, cái nào sai thì phải nói lại. Thích má cái tính là cái gì sai nói thẳng chứ không có để trong lòng.
mình cũng nói nó như vậy. Mình sống trong gia đình, hay nếu mà má sai cái gì thì cứ nói thẳng, chứ đừng có ra đường. Ra đường mà nói mẹ chồng tôi như vậy là mình không thích. Còn chính bản thân mình cũng vậy, con dâu mình không phải mình dạy trong gia đình liền, chứ không ra đường mà nói con dâu tôi vậy vậy. Những cái chuyện đó là xấu, rất là xấu, mình không có thích cái chuyện đó. Rồi cũng nói với con dâu mình như vậy. Cái gì không phải, không dám nói má nói chồng, chồng nói là má. Cái nào sai thì má chữa, mà đúng mà nó sai là má cãi tới bến luôn. Không có nhịn đâu. Má nói vậy em thấy sao? Giống như má nói, có gì nói thẳng ra luôn. Có mong muốn má thay đổi gì, mong muốn má thế nào để mình có thể là không sợ má nữa không? Dạ, tại cái vụ sinh con á, em con với chồng con á, sao má thích mà sao má không nói ai biết. Tại vì thấy má có cháu ngoại rồi đó nên từ từ sanh sao cũng được. Mình cũng nghĩ là thôi mới cưới về mấy tháng mình cũng không có thúc được chi, để từ từ để cho nó vui vẻ vợ chồng nó mấy tháng. Chị có mong muốn điều gì ở mẹ không? Thích má kêu bằng má với con lắm. Ủa chứ nhà kêu bằng gì? Có khi là mày tao cũng ý là cũng thương nhưng mà thích thích nói ngọt ngào má với con nghe nó thích lắm. Đây là bẩm sinh rồi, mình người nam mình mà quen rồi. Tao với mày nó quen rồi, tao mày dễ xài. Thấy không? Thôi bởi vậy. Lâu lâu cũng nói tình cảm ha. À, để má nói con nghe nè, con nên này kia. Một lần nữa thì cảm ơn cô rất là nhiều. Hôm nay thì Quỳnh Linh thấy thế này. Giữa hai mẹ con 7 tháng qua thì có vấn đề là rất cũng nhỏ nhỏ thôi, nhưng nếu để lâu nó cũng lớn. Tức là con gái hơi nhút nhát, chia sẻ với mẹ nhiều hơn, nó mạnh mẽ lên chút xíu nhiều hơn. Mạnh mẽ lên chút xíu. Còn mẹ thì đôi khi nói chuyện với con cũng lớn, cũng hay la, thì thôi cũng nhẹ nhàng ngọt ngào, lâu lâu má con chút, đúng không? Bây giờ hai má con hứa nhau một cái đi, cho nó vui đi. Rồi thì mong muốn của con là xưng mẹ với má với con, thì để từ từ coi làm có được hay không. Cũng hứa với má là sẽ tâm sự nói chuyện với má nhiều hơn. Mau xin cho má đứa cháu ấm bụng hơn. Hai mẹ con ôm nhau cái nào. Chúc cho ta sớm có tin vui, chúc cho gia đình hòa thuận êm ấm mãi mãi. Đây là món quà kỷ niệm của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Dạ cô, ngoài phần quà từ chương trình cũng có phần quà gọi là thực phẩm chức năng Natto Enzyme giúp ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị, Natogen giải độc gan. Dạ, cảm ơn cô và chị. Nhớ ủng hộ chương trình Quỳnh Linh với Lê Lộc nha. Dạ.